Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương đang quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ và kênh Bệnh đột quỵ .net. Chủ đề ngày hôm nay với tên gọi phải chăng người bị bệnh gút có nguy cơ bị đột quỵ cao hay không? Và để trả lời được câu hỏi này, mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, hiện đang là giảng viên của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dạ vâng ạ, xin được mến chào bác sĩ Linh và cảm ơn bác sĩ Linh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi ạ. Kính chào Alo Bác sĩ, kính chào quý khán giả của Alo Bác sĩ và kênh Bệnh đột quỵ. Dạ vâng, và để mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay về bệnh gút thì chắc là mở đầu nhờ bác sĩ Linh có thể khái quát hơn đó là bệnh gút là gì và dấu hiệu nào mà để chúng ta nhận biết được bệnh lý này ạ? Cái bệnh gút á là nó xuất phát từ tình trạng tăng axit uric máu. Dạ. Thì cái tình trạng tăng axit uric máu là rất là thường gặp. Nhưng mà thứ nhất là không phải ai tăng axit uric máu cũng gọi là bệnh gút. Cái đó là điểm cực kỳ quan trọng. Chỉ có khoảng là 95% những người bị tăng axit uric máu không phải là bệnh gút. Như vậy chỉ có khoảng 5% thôi. Chỉ có 5% những người bị tăng axit uric máu sau này mới chuyển thành bệnh gút thôi. Cho nên là cái vấn đề tăng axit uric máu thì chúng ta phải xem xét là chúng ta làm cái nào để điều trị dự phòng bệnh gút. Thì khi mà axit uric máu tăng thì nó sẽ lắng động ở những cái mô cơ, khớp, gan, thận, tim, mạch máu. Và khi mà lắng động như vậy thì đôi khi nó gây ra tình trạng viêm, đặc biệt là tình trạng viêm khớp. Thì khi mà bệnh nhân bị viêm khớp, lúc đó chúng ta mới gọi là bị bệnh gút. Thì cái tình trạng mà axit uric này từ đâu ra? Cái axit uric này thật ra là từ trong nhân tế bào ra. Tại vì cái axit uric là nó xuất phát từ cái chất gọi là nucleotide. Nếu mà các bạn nào mà hồi xưa còn nhớ mà chúng ta học sinh học lớp 12 nhớ mấy cái nhân mà tạo ra ADN thì gọi là nucleotide ACTX thì cái đó sau này chuyển hóa thành cái axit uric. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì nguyên nhân nào khiến chúng ta có nguy cơ mắc bệnh gút cũng như là đối tượng nào sẽ có khả năng cao hơn gặp phải cái bệnh lý này thưa bác sĩ? Thì xét về cơ chế thì cái tình trạng tăng axit uric nó sẽ có hai cơ chế. Thứ nhất là tăng tạo ra và thứ hai là tạo ra nhiều quá nhưng mà chúng ta thải ra không có được. Thì cái tăng tạo ra một là thông qua cái chế độ ăn. Tức là chúng ta ăn nhiều cái nhân tế bào quá. Dạ. Ví dụ như chúng ta ăn nhiều trứng cá nè, nhiều nội tạng nè. Ví dụ là hai là nhiều những cái loại mà rau mà nó đang nảy mầm. Thì đương nhiên đang nảy mầm thì nó phải nhân đôi tế bào thì phân chia nhân nhiều thì nó có nhiều nhiều cái nhân đó để chuyển hóa thành axit uric. Ngoài ra một số trường hợp là do bệnh lý. Ví dụ như là những trường hợp mà chúng ta bị ung thư mà đang điều trị. Thì ung thư là do tế bào nó tăng sinh bất thường mà đúng không? Số lượng nhiều quá. Chúng ta điều trị ung thư thì những tế bào nó chết đi. Thì nó tạo ra cái axit uric. Đó là cái cơ chế thứ nhất là tăng tạo lên. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy là nguyên nhân là gì? Nguyên nhân của cái nhóm này là do chế độ ăn với là do một số bệnh lý mà bệnh lý ung thư mình chúng ta phải điều trị. Rồi cái nhóm cơ chế thứ hai là giảm thải, tức là bây giờ có thể là không có tăng nhiều nhưng bây giờ chúng ta không thải ra được. Thì không thải ra được thì chủ yếu cái axit uric này nó thải qua đường thận, cho nên một là những trường hợp mà bệnh lý về thận thì cái bệnh lý về thận này là cái nguyên nhân nhiều nè. Ví dụ như trường hợp bị suy thận hoặc là một số gia đình mà có gen dẫn đến là thận không có thải được cái axit uric thì cho nên có một số trường hợp là cả gia đình đều bị luôn. Và đặc biệt những người nào liên quan đến gen này thường bị sớm lắm và bị rất là nặng, ví dụ như là 20 tuổi là đã bị gút rồi. Mà những trường hợp mà liên quan đến gia đình này là cho dù ăn kiêng cỡ nào cũng bị hết. Đó là lý do vì sao giải thích có một số bạn trẻ tôi nói là tôi không uống rượu, ăn cái kiêng rất dữ nhưng vẫn bị gút là do liên quan đến cái gen. Và cái cơ chế thứ hai nữa là mình sử dụng những cái chất mà nó ức chế, chất này nó làm cho nó cạnh tranh với cái axit uric, tức là thận sẽ ưu tiên thải những chất này làm cho axit uric không thải được, thì trong đó thường nhất là rượu bia. Rượu bia thì khi mình uống rượu vô thì thận sẽ ưu tiên thải rượu bia trước, thải xong cái rượu bia nó mới thải axit uric, như vậy sẽ làm tăng axit uric máu lên. Như vậy thì nhóm thứ hai này nguyên nhân là gì? Do chúng ta uống nhiều rượu bia nè, do bệnh lý về thận nè, hoặc có thể là do gen nữa. Vậy thì có những phương pháp nào mà để giúp chúng ta chẩn đoán được bệnh và liệu rằng chúng ta có thể tự cảm nhận thông qua triệu chứng của mình hay không ạ thưa bác sĩ Linh? Thì để chẩn đoán bệnh thì thật ra nói về tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn vàng tức là chẩn đoán xác định đúng 100%
thì chúng ta phải chọc dịch khớp. Hoặc là trong trường hợp những bệnh nhân mà có cái nốt tô phi rồi á, chúng ta có thể là chọc cái nốt tô phi đó ra và chúng ta soi kính hiển vi. Soi kính hiển vi thấy được cái tinh thể urat thì là chúng ta xác định 100%. À, ngoài ra có những cái xét nghiệm khác, ví dụ như chúng ta thử máu, đo nồng độ acidic. À, nhưng mà giống như hồi nãy tôi nói á, là nồng độ acidic máu cao không hẳn là bị gút, chỉ có 5% thôi. À, và có những trường hợp là vô được gút cấp luôn. Nhưng mà acidic máu bình thường. Cho nên là cái việc đoàn loại acidic nó chỉ hỗ trợ thôi chứ không có giúp chẩn đoán xác định, cũng như là cũng không có loại trừ được ha. Thì ngoài ra có một số xét nghiệm khác, đặc biệt hình ảnh học thì chúng ta có thể là siêu âm khớp hoặc là chụp X quang khớp cũng có thể góp phần vào chẩn đoán cái gút này. Về triệu chứng ấy, là khi nào chúng ta nghĩ tới gút thì thường cái biểu hiện của gút nó khá là điển hình, tức là ngày hôm trước chúng ta bình thường, buổi tối có thể là hơi nhức tí xíu, thường là bị ở vùng bàn chân hoặc là ngón chân nhiều nhất, 80% là bị bàn chân hoặc ngón chân. Buổi tối thấy hơi đau tí xíu thôi, đến sáng hôm sau là đi không nổi rồi đó. Tức là sáng hôm sau ngủ dậy là đau nó sưng rõ ràng luôn, bàn chân hoặc ngón chân và rất là đau. Những trường hợp đó gọi là đi là gần như là đi không được, đi không được luôn. Đa số là phải giai đoạn đó là phải đi xe lăn không à. Nhưng mà đến chiều hoặc đến ngày hôm sau là bệnh nhân khỏe. Biểu hiện nó rất là thay đổi rất là nhanh chóng, tức là đến nhanh nhưng mà đi cũng nhanh. Nhiều trường hợp là các bạn vùng sâu vùng xa quá chưa kịp đi khám bác sĩ là nó hết rồi, là như vậy. Thì đó là cái biểu hiện điển hình của cái bệnh gút. Thì khi mà bị những biểu hiện đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến gút. Chúng tôi cũng gặp nhiều bệnh nhân đến khám thì hơi đau nó xíu thôi, cũng nghĩ là gút ha. Thì những trường hợp đó chúng ta cũng chưa nghĩ đến gút đâu, tại vì gút thì nó phải điển hình như vậy. Đôi khi những trường hợp đó có thể là do viêm gân đơn thuần thôi. Thì cũng có nhiều trường hợp là họ chỉ đau, hoặc nhiều trường hợp là bị thoái hóa khớp, đau đầu gối, họ cũng đến khám họ sợ bị gút. Nhưng thực sự những trường hợp đó thì chúng ta không nghĩ đến gút. Bệnh gút ngoài cái vấn đề mà làm cho người bệnh đau nhất có thể là đi không được luôn, thì có thể để lại những cái biến chứng gì nữa hay không? Và có nhiều người họ cho rằng là bệnh gút có nguy cơ cao bị tai biến mạch máu não, đột quỵ. Liệu rằng cái vấn đề này, cái nhận định này có đúng hay không ạ, thưa bác sĩ Linh? Thì giống như hãy tôi nói là khi mà nồng độ axit máu cao như vậy nó sẽ lắng động. Nó lắng động thì lắng động ở đâu? Nó lắng động ở khớp, nó gây ra bệnh viêm khớp. Cái biểu hiện đó là cái biểu hiện mà ai cũng thấy, nhưng mà nó là cái biểu hiện nhẹ nhàng nhất. Rồi nhưng mà nó lắng động ở những cơ quan khác nữa. Thường nhất người ta hay nói đến là lắng động ở thận, nó gây sỏi thận. Thì sỏi thận nó cũng đơn giản, nó cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà lắng động ở những cái cầu thận, ống thận đó, nó sẽ gây ra suy thận. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ lắng động và nó gây viêm ở cái mạch máu. Và nó viêm mạch máu thì nó sẽ gây ra tình trạng gia tăng nguy cơ các cái bệnh liên quan đến mạch máu. Ví dụ như nhồi máu cơ tim và ví dụ như đột quỵ. Thì nghiên cứu đã chứng minh rằng là cái gút là một yếu tố nguy cơ của cái bệnh đột quỵ. Cái đó là nghiên cứu đã chứng minh rồi và ai cũng chắc chắn là như vậy. Và thì nếu một người bị đột quỵ mà kèm theo bệnh lý gút nữa thì liệu rằng họ có thể gặp những cái nguy hiểm nào, thưa bác sĩ Linh? Thì hai cái đó, khi mà đi chung với nhau á, thì nó khổ cái gì nè. Một số thuốc á, để điều trị, đặc biệt là điều trị triệu chứng của gút á, đôi khi nó làm thúc đẩy cái đột quỵ. Ví dụ như là cái kháng viêm. Cái kháng viêm nó có thể làm vô một cái đợt đột quỵ khác. Cho nên á, nếu như mà một bác sĩ họ không có hỏi kỹ một bệnh nhân có tiền sử đột quỵ, có nhiều người đột quỵ họ phục hồi tốt quá rồi, mà thậm chí nhiều máu cơ tim họ phục hồi tốt quá rồi mà chúng ta khám chúng ta không hỏi kỹ, chúng ta cho thuốc kháng viêm vô là đôi khi bệnh nhân vô một cái bệnh đột quỵ mới. Cho nên chúng ta phải hỏi kỹ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bệnh gút, một khi mà đột quỵ bệnh gút này, bản chất cái bệnh gút này sẽ làm gia tăng cái nguy cơ đột quỵ lên nữa. Thứ ba nữa là cái bệnh gút nó sẽ làm gây suy thận, và bản thân cái khi mà bệnh nhân vô suy thận nó cũng sẽ thúc đẩy gia tăng nguy cơ bị đột quỵ. Ngoài ra thì khi mà chúng ta một bệnh nhân bị gút thì người ta đã chứng minh là chúng ta hạ số lượng máu xuống về người bình thường, thì nó sẽ làm giảm nguy cơ tái phát đột quỵ cũng như là làm giảm nguy cơ bị các bệnh lý tim mạch khác như là nhồi máu cơ tim. Cho nên là chúng ta cái bệnh gút kết hợp song song. Và thì nếu một trường hợp mà bệnh nhân bị yếu liệt nửa người sau một cơn đột quỵ thì nên ưu tiên phục hồi tình trạng này trước hay là chúng ta nên là chữa bệnh gút trước hả, thưa bác sĩ? Rồi, chúng ta phải kết hợp cả hai. Cái này bắt buộc là phải kết hợp cả hai rồi.
Cái bệnh gút á thì ngoài cái giai đoạn đợt cấp của nó thì gần như là nó sẽ không có triệu chứng gì hết. Thì cái vấn đề là không triệu chứng thì chúng ta chỉ được giai đoạn đó chúng ta chỉ chủ yếu là điều trị hạ axit máu và có thể là kèm dự phòng không có vô được gút cấp bằng cocytocin. Thì gần đây trên cái tạp chí nổi tiếng nó cũng đã có những nghiên cứu về cocytocin á, thì thấy á, là cocytocin á nó làm giảm nguy cơ chủng mắc cơ tim và giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch ha. Tuy nhiên cái nghiên cứu đó cũng mới cho nên nó chưa được vào hướng dẫn điều trị ha, và cũng đang bàn cãi về vấn đề vai trò của cocytocin. Tại vì cocytocin nó không có làm hạ axit máu nha, nhưng mà nó là làm giảm cái vấn đề là viêm của mạch máu và tính tiền viêm máu nó mới gây ra đột quỵ. Thì chúng ta phải sử dụng điều trị song song là điều trị vừa gút và điều trị phục hồi với điều trị phục hồi của đột quỵ. Và ra bệnh lý hai cái này thông thường nó sẽ không có những cái thuốc nó sẽ không có đối kháng với nhau đâu. Dạ. Ngoài trừ một vấn đề á, là những cái thuốc điều trị dự phòng cái đợt gút cấp khác mà ngoài cocytocin, ví dụ như kháng viêm hoặc corticoid. Thì hai cái thuốc đó giống như hồi nãy tôi đã nói là kháng viêm nó đôi khi nó làm thúc đẩy một cái đợt đột quỵ mới. Dạ. Là đương nhiên những trường hợp này chúng ta không được dùng rồi. Trường hợp thứ hai là corticoid mà thôi. Thì là corticoid á thì thường chỉ dùng trong những trường hợp mà bệnh nhân bị thường xuyên bị gút gút mạng rồi và bị nhiều đợt cấp quá, dùng cocytocin mà không hiệu quả nữa rồi chúng ta mới dùng tới cái corticoid. Thì corticoid thì nó có tác dụng phụ là làm tăng huyết áp, và cái vấn đề tăng huyết áp nó cũng là một yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Cho nên là chúng ta phải thận trọng việc sử dụng những cái thuốc dự phòng đợt cấp ở bệnh nhân bị gút. Chứ còn việc điều trị thì chúng ta nên điều trị song song hai cái. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cho đến hiện nay thì có thể nói thì chưa có một loại thuốc nào để mà điều trị dứt điểm một cơn bệnh gút vậy. Vậy thì giải pháp nào cho người mắc bệnh gút hiện tại thưa bác sĩ Linh? Dạ. Thì bây giờ chúng ta phải kết hợp cả hai. Dạ. Là thay đổi cái thói quen. Chủ yếu là thói quen ăn uống là chính. Và thứ hai là chúng ta sẽ dùng thuốc. Và cái vấn đề dùng thói ăn uống á, thì chúng ta sẽ điều chỉnh, thứ nhất là hạn chế rượu bia và điều chỉnh những cái thức ăn và làm tăng axit máu. Rồi còn về dùng thuốc thì chúng ta việc ngoài dùng thuốc là hạ axit máu, chúng ta phải cẩn thận với những thuốc mà có thể làm tăng axit máu nữa. Đặc biệt là một số thuốc điều trị huyết áp, thì nó cũng góp phần làm tăng axit máu. Nhưng mà ngược lại cũng có một số thuốc huyết áp nó lại kết hợp, nó vừa hạ huyết áp, nó vừa làm giảm axit máu, thì chúng ta sẽ ưu tiên dùng những cái loại đó. Ngoài ra một số thuốc mà điều trị gọi là dự phòng đột quỵ tái phát á, nó cũng làm hạ axit máu nữa, thì chúng ta sẽ ưu tiên những thuốc đó cho những bệnh nhân này. Dạ. Thì làm sao để cải thiện một cơn đau gút? Vừa rồi thì như bác sĩ Linh vừa chia sẻ, những người bệnh gút họ đau lắm, có nghĩa là đau mà đi không được, có thể phải dùng đến xe lăn nữa, thì làm sao để chúng ta cải thiện tình trạng này cũng như là phòng ngừa bệnh tái phát và giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm điển hình như là căn bệnh đột quỵ thưa bác sĩ Linh? Dạ. Thứ nhất là làm sao để giảm triệu chứng, thì cái nếu mà chúng ta ở nhà chúng ta có thuốc sẵn, tức là những trường hợp mà đã bị nhiều lần rồi đó, thì thường là chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng cocytocin. Dạ. Tại vì cocytocin nó sẽ có hiệu quả rất tốt trong vòng 36 tiếng đầu sau khi bắt đầu đau. Thì tôi hay dặn những trường hợp mà những bệnh nhân bị gút đó, thì họ để ý, ví dụ như họ buổi tối đó, họ thấy là khớp bắt đầu hơi đau đầu. Chúng ta uống liền một viên, rồi sau đó một tiếng chúng ta uống thêm nửa viên nữa, tức là một ngày tối đa một viên rưỡi thôi. Thì nó sẽ ngăn được cái sưng lên. Nhưng mà có một số trường hợp nặng hơn thì chúng ta phải sử dụng những thuốc kháng viêm, nhưng mà thuốc kháng viêm thì nó có những nguy cơ của nó, cho nên thường là tôi sẽ ưu tiên cái cocytocin hơn. Cái thứ hai nữa, mà lỡ nó sưng rồi chúng ta sẽ chùm lạnh. Dạ. Tức là chúng ta sẽ lấy cục nước đá, chúng ta bỏ vô khăn mỏng hoặc là bỏ vô túi ni lông, đắp lên. Chúng ta đắp lên cái vùng mà khớp bị sưng nha, chúng ta đắp lên vùng khớp bị sưng. Đó là việc ở nhà chúng ta có thể làm được. Rồi. Thứ hai là để mà gọi là phòng ngừa tái phát, thì thứ nhất là chúng ta phải điều chỉnh chế độ ăn uống và điều trị hạ axit máu. Điều chỉnh chế độ ăn uống là chúng ta sẽ thứ nhất là hạn chế rượu bia. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ hạn chế ăn những cái loại rau mầm, giá, các loại rau mà đã phát triển đó. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ hạn chế ăn nội tạng, và đặc biệt là trứng cá. Tôi ăn trứng, thật là tôi ăn trứng gà, trứng vịt thì không sao, tại vì thật ra
một cái trái trứng gà trứng vịt như vậy hàm lượng axit máu không có nhiều, tại một cái trái trứng nó cũng chỉ có một cái bộ ADN đó thôi, nhưng mà cái hàm lượng axit của một trái trứng gà nó sẽ bằng hàm lượng axit của một cái trái trứng cá. Mà một lần chúng ta đâu có ăn một trái trứng cá, chúng ta ăn rất là nhiều trái trứng cá à, cho nên là nếu ăn trứng thì ăn trứng gà trứng vịt chứ đừng ăn trứng cá nha. Rồi à, ngoài ra thì chúng ta cũng một số loại mà thịt á, thì chúng ta sẽ ưu tiên thịt trắng, ví dụ thịt gà, hạn chế các loại thịt đỏ như thịt heo, thịt cừu, thịt bò, ưu tiên thịt gà. Nhưng mà đương nhiên chúng ta không có bỏ hoàn toàn những loại thịt kia rồi, chúng ta ăn thịt gà không cũng ngán lắm, chỉ hạn chế này thôi. Đó là cái chế độ ăn ha. Dùng thuốc thì bắt buộc phải đi khám bác sĩ để họ xem họ dùng thuốc để mà hạ axit máu. Và cuối cùng á, là khi mà chúng ta dự phòng làm sao, những cái đặc biệt là dự phòng bệnh lý đột quỵ. Thì những người bị gút thì chúng ta phải làm đi khám bác sĩ. Bác sĩ thường họ sẽ cho một những cái xét nghiệm máu đi kèm để họ đánh giá cái nguy cơ tim mạch nói chung. Tức là nguy cơ tim mạch này họ sẽ đánh giá nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và nguy cơ bị đột quỵ luôn. Thì lúc đó họ sẽ đánh giá luôn cả đường huyết nè, đánh giá luôn cả mỡ máu nè, và axit máu đi kèm. Và người ta sẽ xem là ví dụ như là có béo phì hay không, người ta đau vùng bụng, huyết áp, thì người ta sẽ đánh giá toàn diện cái nguy cơ tim mạch. Và trong những trường hợp mà những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao thì bắt buộc lúc đó bác sĩ sẽ cho dùng thuốc cũng như điều trị những cái bệnh như là rối loạn mỡ máu, huyết áp và điều trị bệnh gút. Chúng ta phải điều trị chung những cái bệnh đó, nó phải điều trị kết hợp như vậy thì mới dự phòng được cái bệnh đột quỵ. Chứ hạ axit máu đơn thuần không á, chỉ là một khía cạnh thôi, nó phải kết hợp nhiều khía cạnh như vậy thì chúng ta mới dự phòng được cái bệnh lý đột quỵ. Dạ vâng ạ. Thành đó xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả xin gửi lời cảm ơn đến chị Linh đã dành thời gian tham gia chương trình để đem lại những thông tin rất hữu ích cho tất cả quý vị và các bạn ạ. Dạ, cảm ơn alo bác sĩ. Quý vị thân mến, và thông tin vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Như Linh chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Kính chào quý vị. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.